Ban Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana, miền Nam California, để gửi tới quý vị phóng sự buổi kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Reaching Out Foundation, viết tắt là AOF. Và để biết thêm buổi kỷ niệm 25 năm của hội, chúng tôi đã có dịp nói chuyện với ông Phạm Đăng Khải, là một thành viên trong ban tổ chức. Xin chào ông. Trước hết, ông có thể cho quý khán giả biết sơ qua về Hội Reaching Out Foundation thưa ông? Trước hết, để xin cảm ơn Phan Đại Nam, cảm ơn các quán khán thính giả, cảm ơn đài SBTN cũng như là SET 57.4. Cảm ơn anh Đam Đại Nam, anh hỏi cái câu để cho tôi bắt đầu trở lại cái quá khứ của mình sau 25 năm. Chúng tôi thành lập Reaching Out Foundation từ tháng 6 năm 1992. Tới nay là đi theo cái chiều dài 25 năm. Mà khi mà chúng tôi nói 25 năm đó có nghĩa rằng là chúng tôi không phải hãnh diện vì cái thời gian 25 năm. Nhưng mà tôi hãnh diện cái là chúng tôi đã giúp được nhiều người ở Việt Nam 25 năm qua. Đó, thì 25 năm đó thì có thể rằng cái người mà giúp được chúng tôi đó, có những em bé nhỏ đã lớn lên, chúng tôi về thăm 20 lần thấy càng lớn lên. Thì chút xíu nữa đằng cái video đó anh sẽ thấy rằng chúng tôi sẽ thăm mấy em đó, mấy em lúc này là cũng lớn. Thì cái những cái đối tượng của AOF là những người bất hạnh tại Việt Nam. Thì 25 năm qua đó là những người bất hạnh đó đã được giúp cái gì? Những người nằm nhà thương mà nghèo khổ không có tiền đóng nhà thương. Thì chúng tôi đóng nhà thương là tại vì khi một người mà bệnh nằm xuống nó kéo theo cả gia đình. Rồi những em mồ côi, những dì cô dì phước nuôi dưỡng, như mà mấy cho mấy em đồ ăn thêm, áo quần thêm. Những người khuyết tật thì gia đình của họ khổ lắm, tại nuôi một người khuyết tật rất là khổ. Thành ra chúng tôi giúp về gia đình và cái người mà bị khuyết tật nữa. Thưa ông, trải qua 25 năm làm việc từ thiện thì điều gì khiến ông phải suy nghĩ nhiều nhất trong vòng 25 năm qua, những cái công việc mà ông làm đã khiến ông phải suy nghĩ chăn trở nhiều thưa ông? Cảm ơn anh Nam. Cái mà suy nghĩ đó, mình chỉ sợ mình không còn được ủng hộ nữa. Thì khi mà không còn được ủng hộ nữa thì những cái người mà tụi tôi không có thú gì đó, nhưng mà cái người thiệt thòi là những người bất hạnh. Đó, thành ra chúng tôi có trăn trở là chúng tôi phải làm sao cho gây được cái sự tin tưởng, làm cho đàng hoàng đâu đó cho nó có mắt, có bánh, có chứng, có cớ, có báo cáo, có đủ thứ đó để cho mấy người ủng hộ, cho họ tin tưởng. Thì chúng tôi mừng là năm nào cái số bán vé cũng đầy hết đó, năm nào cũng, hồi xưa cái tiệm lớn thì 700 người, bây giờ cái tiệm nhỏ 600 người. Thì nhưng mà lần năm nào như vậy chúng tôi thấy rằng là chúng tôi được sự tin tưởng đó. Thành ra chúng tôi, cái khó nhất của chúng tôi là làm sao giữ được cái sự tin tưởng đó. Đó là mấy cái khó. Dạ, thưa ông, để tạo được cái sự tin tưởng đó trong suốt 25 năm thì những cái thời gian đầu thì đối với ông nó những cái khó khăn như thế nào thưa ông? Trời, hay anh hỏi câu đó hay. Thành ra chút xíu nữa tôi sẽ trình bày là cái khó khăn lúc đầu là người ta không biết mình, người ta không tin mình, mà bị nhờ những cái người đầu tiên, những cái người mà họ thúc đẩy mình, họ biết mình, rồi họ thúc đẩy mình, rồi họ giới thiệu mình, rồi họ kêu gọi giùm mình. Thì mình nhờ những người đó, rồi nhờ những người đó đó là mình phải nở ra như cái vết dầu loang á. Anh nở từ từ theo cái sự ủng hộ của họ cho nó chắc, đừng có đi mạnh quá nó mất tin tưởng. Đó, thành ra nhưng mà cái kế hoạch đi từ vết dầu loang từ từ ra cho đến ngày hôm nay. Đó, thì cái đó cái khó khăn nhất là tôi sẽ cảm ơn những cái người mà đã tin tưởng tôi hồi lúc đầu, giúp tôi ngay lúc bắt đầu. Có những người đó chúng tôi mới tiến được. Với những thành viên từ lúc đầu mà ủng hộ Hội Reaching Out Foundation cho tới ngày hôm nay thì chắc như qua lời ông Phạm Đăng Khải thì quý vị cũng thấy là càng ngày cái buổi tổ chức mà gây quỹ thì cần phải cái nhà hàng lớn hơn để mới chứa nổi cái số người rất là đông. Và thưa ông, trong 25 năm đó thì chúng tôi cũng biết là ngoài cái sinh hoạt gây quỹ từ thiện, Hội AOF cũng tạo ra những ban chuyên môn về văn nghệ để giúp vui, trợ giúp tinh thần cho những người nằm trong viện dưỡng lão ngay tại Mỹ này. Thì ông có thể nói sơ qua việc này? Cảm ơn anh Nam. Tại vì cái AOF của chúng tôi là không phải giới hạn trong một cái khu vực nào cả.
Mà khi mà tôi được cái giấy phép của chính phủ Hoa Kỳ đó, là chúng tôi phải giang tay ra khắp thế giới, Châu Phi, Á Phi, Á Đông, đó đâu đó, chỗ nào đó là chúng tôi cũng phải giúp. Thành ra chúng tôi giúp nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà bị mấy em bị sức môi, mấy em bị đuôi, bị mù ở khắp thế giới đó, là chúng tôi cũng phải giúp cho họ toàn thế giới chứ không phải. Nhưng mà sợ dĩ mà tôi nhắm về Việt Nam nhiều á, là tại vì người Việt Nam đau khổ quá, nhiều thành phần đau khổ quá. Thành ra tôi vô nhà thương, tôi mới thấy mình phải đến đó mình mới thấy rằng nghĩa là cái sức mình nhỏ quá. Khi mà tôi thấy cái đó rồi, cái sức mình nhỏ quá đó, thành ra mình phải phân phối ra, thì tôi mới để dành một số phần lớn cho Việt Nam mình nhiều hơn đó. Chứ còn thành ra ngoài ra đó, thì ở tại Mỹ này á, thì mình không có làm gì khác hơn nổi. Thì thôi bây giờ mình tổ chức cái văn nghệ đó, mình đi vô trong các nursing home để mà mình giúp vui cho mấy cụ già bên đó, thì họ rất là thoải mái. Tôi biết họ thoải mái là tại vì họ yêu cầu những cái bản nhạc họ thích, mà luôn luôn họ như bản nhạc xưa, những bà mà phu nhân của cụ quân nhân đó, đòi hỏi những cái bài hát phải hùng, phải dũng, phải đủ thứ đó, mà bà vui vỗ tay là cái đó là phấn khởi, làm cho chúng tôi nghĩa là không có tuần nào mà chúng tôi vắng được đó. Nghĩa là dù bệnh, dù quang, dù mưa, dù gió, anh em cũng tụ họp về để mà tại vì cái làm cho quý vị đó cái niềm tin, cái niềm vui đó quá lớn. Thành ra... Dạ, thưa ông ơi, qua cái sự trao đổi của ông thì ông nói là ngoài trọng tâm ra giúp đỡ cho những trẻ em và ngặt nghèo tại Việt Nam, còn giúp đỡ tại Châu Phi, Châu Á. Dạ thưa ông, những cái cách giúp đỡ thì hồi AOF qua những cái phương cách như thế nào để giúp đỡ những người bên đó thưa ông? Qua những cái hội từ thiện lớn cũng như là United Way, cũng như Salvation Army, cũng như là Help giúp tôi đó. Nó có nhiều, tôi họ gửi quảng cáo họ về, rồi bây giờ họ biết tôi nhiều lắm. Mỗi ngày mà tôi lựa ra đó cả trăm hội đó, rồi Marks of Dime đó, rồi San Jose Hospital đó, là những cái chỗ nào mà tôi chú trọng về là em nhỏ bệnh hoạn tật nguyền và bệnh ung thư, là San Jose nè, City of Hope nè, Marks of Dime nè đó, rồi tôi cả giúp cả cái DAV nữa, nghĩa là Disabled Veteran American nữa, là những chiến sĩ mà họ đi đánh giặc Afghanistan, đánh giặc ở đâu mà họ bị khuyết tật đó, thì mình ủng hộ họ để cho họ có những cái phương tiện họ sinh sống. Thành ra cái hội đó họ tổ chức lớn lắm, họ tiền nhiều lắm, thì mình cũng phải giúp một chút đó, thì chúng tôi giúp nhiều lắm. Dạ thưa ông, trải qua 25 năm làm việc công việc từ thiện, thì từ cái suy nghĩ như thế nào mà ông đã cố gắng vượt qua nhiều cái thử thách khó khăn để mà có được 25 năm này thưa ông? Anh hỏi câu này rất là khó cho tôi trả lời, là tại vì gì, nó nhiều yếu tố lắm. Nó nhiều yếu tố, nó nhiều khía cạnh, nó nhiều ấy lại. Thứ nhất là về vấn đề tôn giáo trước. Là mình ngồi mình nghĩ là từ ở bên 75, một cái rầm mình rớt xuống dưới đáy. Rồi mình nhờ cái số mạng của mình hay là nhờ nước Mỹ không biết, mình lại trở lên được. Thì khi mình trở lên được á, đâu phải mà ai cũng trở lên được. Đó, những người qua đây cũng chưa chắc trở lên được. Rồi những người ở Việt Nam thì vô phương. Thành ra gì đó tôi mới nghĩ đến những người đó. Cái mình có cái may mắn thì mình đem cái may mắn đó mình chia sẻ ra. Cái thời giờ mình đã làm gì? Cái thời giờ người ta nói tôi là làm chuyện tàu lao hay là không lo chơi, không lo vui cho tôi đến tuổi già mà không ấy, nhưng mà tôi nói cái đó là cái chuyện vui của tôi. Đó, mình làm được cái đó những cái thời giờ mà hàng ngày mà thay vì mình đi chơi là mình ngồi mình nghiên cứu. Mình có chỗ nào giúp, chỗ nào cần giúp rồi mình theo dõi họ làm được việc hay không. Đó, cái số tiền họ làm có đúng hay không, mình theo dõi. Thành ra những cái đó là làm cái cho tôi nó cũng như là mình hoạt động hoài đó. Thành ra tôi thấy rằng càng hoạt động nhiều chừng nào thì mình càng khỏe chừng đấy, thì mình càng khỏe chừng đấy, mình càng làm nhiều đấy thì nhiều người được giúp chừng đấy. Thành ra nó vì cái chỗ đó mà tôi có nhắm tới hoài đó, mà không phải rằng chúng tôi lo tới hiện tại thôi nữa, mà tôi đã chuẩn bị cho tương lai là tôi hướng dẫn mấy đứa em nhỏ cái thế hệ thứ ba, thế hệ thứ ấy để mà cho nó tiếp nối. Tôi năm nay 75 rồi, thì bây giờ còn nhiều lắm, những 5 năm nữa thôi là không biết đi nổi hay không, thấy không? Thì 5 năm nay, 5 năm nữa đó là tôi phải chuẩn bị.
mấy em thế hệ thứ hai có thể tiếp nối được. Nhưng mà rồi mấy em cũng sẽ tới đó. Thế là hiện giờ tôi đã hướng được, dẫn được thế hệ thứ ba. Thưa ông, nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập hội AOF, thì ông muốn thưa gì với những ân nhân đã giúp đỡ cho hội cũng như là với tất cả các đồng hương? Cảm ơn anh. Xin thưa quý anh như thế này. Quý anh, những người mà đã giúp tôi từ đầu, từ xưa tới nay là vắng bóng nhiều lắm. Cái đó là có điều buồn. Nhưng mà rồi những cái người trẻ họ tiếp nối. Đó, thì nhờ vậy mà tôi mới thấy rằng nghĩa là cái gì đó nó có luân chuyển, luân hoàn, thành ra mình phải luôn luôn mình làm cái cạnh nối. Đó, tại vì mình hên cái là mình còn đứng đây. Mình đứng đây thì mình phải làm cạnh nối. Chứ không phải mình nằm xuống rồi thôi quay trước. Đó, thành ra tôi cái ước mộng của tôi là làm sao tôi quảng bá ra được những người nào mà cùng chí hướng phụ giúp lời. Và cảm ơn quý ân nhân đã triền miên giúp chúng tôi hàng năm mà để cho chúng tôi làm được cái việc đó. Không có sự ủng hộ của quý vị đó, không có quý ân nhân ủng hộ đó, thì chúng tôi không làm gì được. Dù mộng lớn cách mấy gì nữa đó cũng không làm được. Đó, thành ra nhắn lại với quý ân nhân là thành thật cảm ơn rất nhiều. Không có gì mà không có cái lời nói nào để mà cảm ơn hết. Thành ra tôi chỉ nói một câu và rất là trân trọng, xin cảm ơn.